1 giờ khuya ăn đêm tại Hai Di Lao. Nhưng mà bây giờ mới có 10 giờ tối à. Làm gì? Đi xem phim thôi. Đi ngủ thôi. Theo chân mình nha. Ok, tụi mình sẽ đi lên lấy vé xem phim các bạn. Đi thôi. Và bây giờ xem phim thôi. Xem phim thôi. Tụi mình là fan cứng Marvel 20 năm. 20 năm. Nên phim nào Marvel cũng phải xem. Bon là fan phong trào. 2000 years later. Sau khi xem xong phim, và bây giờ 12 giờ. Vừa tròn 1 phút. Phim hay lắm nha các bạn, nhưng mà mình không có spoil đâu. Yes, yes, yes. Và cái tiếng ở đây nó hơi rippy. Bon cơ là lấy cái bánh này ạ. Có gì riêng. Bánh thiệt không? Thôi vậy là bánh giả. Ủa trời ơi. Đây là lần đầu tiên mà tụi mình đi vào trung tâm thương mại mà coi cái suất phim trễ nhất. Ra cái giờ mà không còn một ai ở đây nha mọi người. Hay là bây giờ mình chơi cái trò chốt tiền cho trung tâm thương mại đi. Đây mình sẽ dắt các bạn đi. Cái đường cho các bạn xem là từ rạp chiếu phim cho đến Hai Di Lao. Và lúc 12 giờ đêm như thế này các bạn, nó tối thui luôn đi các bạn ơi. Mất tiền Bon luôn rồi. Chết rồi, Bon lạc mất rồi các bạn. Hai ai vậy? Anh, cậu kêu hai ai vậy đúng hả? Hai friend, hai friend. Ủa còn thang máy luôn mấy bạn. 12 giờ đêm nhưng mà vẫn có thang máy nha. Nhưng mà sao tốc độ nó tăng tốc lên rồi. Ôi, hồi nãy em thấy nó chậm lắm. Đúng rồi. Em đi tới cái tự nhiên nó nhanh lên. Không, mọi người ơi, hồi giờ mình chỉ nghe là tin đồn về Hai Di Lao ăn đêm thôi, nhưng mà thật sự hôm nay mình tới đây 12 giờ mấy vẫn có một cặp đang ngồi ăn ấy các bạn. Điên kìa, điên kìa. Thì có bạn nhân viên ra phục vụ rồi. Dạ, mình đi bao nhiêu khách ạ? À? Dạ, 5 khách. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Không chơi, 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 không vui nha. Ôi. Ok, đặt món thành công rồi. Trong lúc chờ đợi thì đi lấy nước sốt thôi. À, nhưng mà trước khi làm đồ nước chấm thì để con Bon lấy kem coi thử coi. Bữa khuya 12 giờ đêm coi có kem không nha các bạn. 12 giờ đêm là không có kem cây nha, chỉ có mấy cái kem. 12 giờ đêm là không có kem cây nha, chỉ có mấy cái kem. Kem ốc quế rồi. Thử đi. Thấy gì đêm á? Gì Bon? Thôi cái này nó chảy rồi, nó cái ốc quế của em nó bị chảy. Hình như là có kem nhưng mà người ta cất rồi. Ok. Nói chung là 12 giờ là ở ngoài cái thùng này là không có kem nha các bạn. Bình thường thì có rất là nhiều kem. Mỗi lần đi ăn Hai Di Lao là mình đều lấy cho ông Bon 7-8 cây hết. Nhưng mà ở đây là giờ này chỉ còn lấy bánh ốc quế để ăn thôi. Nó cần kem ngọt bỏ. Rồi Bon á, nó lấy nước kem để nó ăn luôn. Các bạn, Sunny tranh Sunny tranh thủ là livestream luôn các bạn. Trời má ơi, filter nhìn mặt vô mặt tôi đẹp dễ sợ luôn. Thôi cho Sunny yeah. Ngồi tâm sự đi, bây giờ mình đi lấy nước chấm. Yes, yes, yes. Chị ơi, đừng nói điều bác Hồi dạy đi hả? Livestream đập năm điều bác Hồi dạy. Thôi, Bon nhớ Bon. À, Bon, đập năm điều bác Hồi dạy Bon. Dạ, công thức toán. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm, học tập tốt, lao động tốt, đoàn kết, kỷ luật, gì đó. Nước lẩu công thức của chuối nha. Nước lẩu thịt bò bằm. Công thức của Hai Di Lao chứ không phải công thức của chuối đâu. Đó. Thấy không, nước lẩu chuối làm đó. Hello mọi người. Hello, I'm Joji. Cái này nó 5 phút sau thì dùng đó. Dạ, dạ, ok. Để từ từ để. Người ta cần thấy Bon, người ta không cần thấy em. Hả? Thế là livestream của ai? Của Bon. Các bạn ơi, xin đây chế món mới. Không phải mình chế nha các bạn, cái này là mình xem trên mạng mọi người. Kiểu mà dân chuyên Hai Di Lao á, họ hay chế ra nhiều món mới lắm. Thì mình có thấy một món, đó là ăn tàu hủ kỳ. Như thế này các bạn. Nói chung là các bạn chỉ cần mở như thế này này, xong các bạn dứt một cục sò điệp. Nói chung là cái gì mà cái gì bằm cũng được hết á. Xong đốt lên. Cuộn lại như ban đầu. Đó, được hết.
thơm nha, cái sò điệp này thơm nha, đó bỏ vào. Nói như vậy. Rồi xin làm cái tiếp theo. Rồi nút cục chín ra ta. Mà chín chưa thì không biết nha. Thôi cho Bon ăn trước nè. Nhường cho Bon, nhường em trai chín rồi á. Nãy cục này nè. Ăn mình mất bang chứ bạn không review nha bạn. Mất bang. Đúng vậy. Không review nữa. Chấm lên. Thổi nha, nóng nha. Mời các bạn ăn nha. Nóng quá. Có chua không? Ngon nha. Ngon. Ngon. Xuất sắc không? Có thì nó sốt mình ngon gấp hai. Ăn bình thường nhưng mà hơi lạc. Chấm với nước sốt, quan trọng nước sốt thôi. Sắc luôn các bạn. Nè, nước sốt ớt nha các bạn. Ôi, chụp bạch của cái bàn này quá. Hồi nãy Sunny làm món đúng không? Giờ mình sẽ chế ra món mì trộn làm cho Bon ăn nha các bạn. Mình cảm giác như là mỗi lần ăn chuối cơm Bon đi ăn chung là để cho Bon làm chụp bạch với những cái món mà ăn chuối sáng tạo ra. Mình ăn đêm mập lắm. Bữa nay ăn sáng mà. Nhưng mà cũng phải ăn thôi, trời ơi. Ăn sáng mà. Trời, nó đã gì đâu chứ trời. Đây các bạn ơi, đây là mì gói Hai Dì Lao nha. Phần mì này chỉ có 10.000 thôi. Và bây giờ mình sẽ lấy cái phần mì 10.000 này trộn thành một cái phần mì đặc biệt để dành tặng cho Bon. Đó, rồi đi ra lấy nước trắng rồi. Phải bỏ thịt bằm bên trong nữa. Bỏ thịt bò bằm, gà bằm, lá, sa tế nè. Một ít sốt, miếng đường, cho thêm miếng muối nữa là xong. Rồi, xong phần mì, trộn lên cho Bon nè. Anh nghĩ phần mì em sẽ ăn no. Đó. Dạ, giờ không đau bụng. Không đau bụng, trời ơi, anh làm mì sao đau bụng nữa. Ủa trời ơi. Đây. Thiếu ngàn. Thiếu gì? Đưa em. Đưa em, ok. Đó, mình chọn cho Bon. Thì các chị thiếu. Để Bon coi Bon làm cái gì thêm. Không biết thiếu gì mấy bạn. Sốt. Let's go. 1 giờ sáng. Thôi nó chấm mình là 10 điểm nha, không phải nó chấm 7 điểm không. Trận game online đó thì nhân viên sẽ ra đánh dùm luôn, đánh dùm luôn. Nên là bây giờ mình chắc là mình sẽ hỏi anh nhân viên là mình đang livestream dở, mình không tương tác được với mấy bạn á, thì không biết là anh nhân viên ảnh có livestream dùm mình được hay không. Để mình hỏi nha. Ôi hết pin rồi, Không được rồi, mình hết pin rồi. Còn có 10% à. Không được rồi mọi người ơi, đang định kêu anh nhân viên qua livestream dùm nhưng mà điện thoại hết pin rồi, còn có 10% mà, nên là không livestream được nữa nha cái điện thoại. Cái điện thoại nó sắp tắt nguồn, nó sắp sập rồi. Vậy thôi, bye bye mọi người nghe, bye bye mọi người. Ê, các bạn nghe cái mấy bạn nghe tắt cái mấy bạn vô coi thử. Thì sao tự nhiên tôi bảo là tôi tắt livestream cho mọi người vô nhiều quá vậy? Dù có vô nhiều đi chăng nữa, mọi người có năng nỉ tôi livestream đi nữa thì tôi cũng không livestream đâu. Đó lên hoài luôn. Tại vì game nó đã game on. Game on. Game on. Come on baby. Đi thôi baby.